Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình tối nay. Viếng hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Liên Hợp Quốc và một số nước trên thế giới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Một vấn đề quan tâm Chủ nhật tuần này có phóng sự đảm bảo bệnh viện sạch để ngăn sự xâm nhập của dịch bệnh vào các cơ sở y tế. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, như tin đã đưa thì sự ra đi của nguyên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã để lại lòng tiếc thương, sự kính trọng không chỉ trong nước mà còn của kiều bào, bạn bè quốc tế. Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vừa là nhà lãnh đạo cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhưng cũng là một người lính Cụ Hồ suốt một đời tận hiến. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có nhiều đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã được tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Trên cương vị Tổng Bí thư, đối với cả nước nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng, ông đã để lại những tình cảm quý báu trong lòng người dân. Ông chính là người khai sinh ra ngôi làng Phương Trung lần thứ hai ở Đại Lộc sau trận Đại Hồng Thủy năm 1999. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ tang nguyên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức quốc tang. Cùng với việc tổ chức trọng thể lễ viếng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trên khắp Nam Châu đã mở sổ tang và tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tại New York, toàn thể cán bộ, nhân viên phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã đọc điếu văn điểm lại những cống hiến to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đông đảo kiều bào, sinh viên, đại sứ, đại diện các phái đoàn tại Liên Hợp Quốc và đại diện chính quyền sở tại đã gửi thiệp chia buồn và ghi sổ tang điện tử tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Và tại Brussels, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại công quốc Luxembourg và phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các đại diện của Tổng hội người Việt tại Bỉ, sinh viên Việt Nam tại Bỉ đã ghi sổ tang, bày tỏ đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các cơ quan đại diện phái đoàn ngoại giao của Bỉ, EU và của các nước đóng tại Bỉ đã đến viếng, ghi sổ tang, gửi điện chia buồn. Tại nhà Việt Nam, ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Đại sứ Hà Kim Ngọc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Washington DC đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện các cơ quan chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Washington DC đã viết sổ tang và gửi lời chia buồn. Đại sứ quán các nước, các tổ chức bạn bè quốc tế tại Washington DC, lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ đã ghi sổ tang và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến, tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tại Canada, trong không khí trang nghiêm xúc động, Đại sứ Phạm Cao Phong cùng toàn thể cán bộ và nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Canada đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện Đảng Cộng sản Marxist-Leninist Canada từ thành phố Toronto đã đến viếng và chia buồn. Đại sứ các nước, bạn bè quốc tế tại Canada và đại diện chính quyền sở tại đã đến viếng và ghi sổ tang chia buồn. Và tại Cộng hòa Liên bang Đức đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vụ trưởng Lễ Tân, Bộ Ngoại giao Đức đã thay mặt Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao tới viếng và ghi sổ tang. Đại sứ tham tán công sứ các nước ASEAN, đại diện Đảng Cộng sản Đức, đại sứ quán nhiều nước tại Berlin và bạn bè Đức đã đến viếng gửi lời chia buồn. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo địa phương và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đến thăm tặng quà động viên các gia đình nhân viên điều dưỡng có hoàn cảnh khó khăn hiện đang tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã trực tiếp đến nhà động viên, thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình chị Nguyễn Thị Phụng, điều dưỡng khoa ung bướu, có nhà tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn. Gia đình chị Đặng Thị Tiểu Loan, điều dưỡng khoa nhi, có nhà tại xã Tâm Mỹ Tây, huyện Núi Thành. Anh Ngô Quang Thiện hiện làm nhiệm vụ tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đây đều là các cán bộ điều dưỡng nằm trong những lao động hợp đồng của bệnh viện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có chị là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ 36 tháng, cha mẹ đau ốm bệnh tật, có trường hợp có chồng bị tai nạn lao động, thương tích trên 68%. Bản thân lại chăm con nhỏ 5 tuổi. Tại những nơi đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ghi nhận những đóng góp của cán bộ điều dưỡng bệnh viện trong việc tiên phong đi đầu trong công tác phòng chống dịch, điều trị ổn định tình hình sức khỏe bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Quảng Nam. Đồng thời chia sẻ những khó khăn hiện tại trong cuộc sống của bản thân, gia đình các nhân viên ngành y. Bên cạnh đó, ông Lê Trí Thanh cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương, bệnh viện tiếp tục quan tâm, tìm hiểu giải quyết một số nguyện vọng của cá nhân, mỗi gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên ngành y yên tâm công tác, hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch tại bệnh viện, góp phần tích cực trong công tác đẩy lùi dịch bệnh tại Quảng Nam. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân vừa ký công văn về việc phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, thì công văn yêu cầu tiếp tục quán triệt và yêu cầu cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động tại cơ quan đơn vị mình thực hiện thật nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 2891, công văn số 2991, chỉ thị số 56 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng như văn bản lãnh đạo chỉ đạo khác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về các biện pháp cấp bách nói chung và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nói riêng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, có gia đình tại Đà Nẵng, chưa được về nhà trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Thành phố này phải thực hiện cách ly xã hội theo đúng tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19 về vấn đề này. Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sáng nay, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, CDC Quảng Nam tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tỉnh đoàn và nhiều cán bộ ngành y tế thuộc các đội phản ứng nhanh, cán bộ lãnh đạo thường xuyên đi cơ sở để thực hiện công tác chuyên môn liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trên 200 cán bộ thuộc 3 đơn vị trên đã được CDC Quảng Nam lấy mẫu để xét nghiệm và dự kiến sẽ ra kết quả sớm nhất vào ngày mai. Đây là những cán bộ thuộc lực lượng thanh niên, phụ nữ tỉnh, tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, tiếp sức cho ngành y tế, công an, quân đội ở những chốt chặn, nơi cách ly tập trung hoặc ở những khu phong tỏa trên địa bàn. Tính đến thời điểm này, ngoài việc tập trung lấy hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm cho nhân dân vùng có dịch, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một số cán bộ, các sở, ban ngành đã tham gia phòng chống dịch trong thời gian qua. Đặc biệt, lực lượng tình nguyện xung kích và cán bộ ngành y tế trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch đã được lấy mẫu nhiều lần và sẽ lấy mẫu thường xuyên để tầm soát dịch bệnh, đảm bảo kiểm soát được sự lây nhiễm chéo trong lực lượng này. Tính đến thời điểm xét nghiệm lần này, tất cả các mẫu xét nghiệm trước đây thuộc đối tượng cán bộ, tình nguyện viên, nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch đều có kết quả âm tính với COVID-19. Ủy ban Mặt trận thị xã Điện Bàn vừa phối hợp với công ty cổ phần Bách Đạt An tổ chức chương trình tặng quà cho nhân dân vùng phong tỏa tạm thời các khu cách ly có nguy cơ cao về lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Chương trình đã dành tặng 1.000 suất quà gồm mì tôm, gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống hàng ngày với tổng giá trị trên 200 triệu đồng cho nhân dân vùng phong tỏa tại 4 địa phương gồm xã Điện Trung, Điện Hồng, Điện Thọ và phường Điện Nam Đông. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn thiết thực, là tình cảm của công ty cổ phần Bách Đạt An cùng địa phương chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mới có 235.792 người, chiếm tỷ lệ là 15,76% dân số cài đặt ứng dụng Truy vết Bluezone, chưa đạt mục tiêu đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng này.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về yêu cầu triển khai nhanh nhất việc tuyên truyền vận động để người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Truy vết Bluezone, Ủy ban Dân tỉnh đã ban hành công văn số 4248 ngày 28 tháng 7 năm 2020, công văn số 4610 ngày 11 tháng 8 năm 2020, chỉ đạo các ngành địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2020, số lượng cài đặt Bluezone trên địa bàn tỉnh mới có 235.792 người, chiếm 15,76% dân số, chưa đạt mục tiêu đề ra. Để đảm bảo đến ngày 20 tháng 8 năm 2020, tối thiểu có 60% người dùng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng dụng Bluezone. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục chỉ đạo quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh đang sử dụng. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam được phân công tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng chuyển vào. Trong đó có nhiều bệnh nhân là F1 liên quan đến các ca dương tính với COVID-19. Thời gian qua, thì cán bộ y bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vượt qua khó khăn trong điều kiện cách ly phòng chống dịch bệnh để điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân Nguyễn Thị Huệ, quê ở tỉnh Gia Lai, được chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng vào Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam điều trị sau khi bệnh nhân 416 được công bố dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong khu vực cách ly đặc biệt, gia đình là ở xa, bà Huệ cùng các bệnh nhân đã được các y bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tận tình chăm sóc, hỗ trợ để an tâm điều trị. Bác sĩ thì cũng nhiệt tình, có những cái đợt từ thiện thì mấy bác cũng khiêng vô rồi chia sẻ, chia đều ra cho bệnh nhân, cung cấp thêm sữa, khăn ướt, rồi baby, khẩu trang, rồi mấy bác đều phục vụ rất là chu đáo. Ngoài 94 bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển vào, trong đó có bệnh nền như suy thận, suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp và đặc biệt là suy hô hấp nặng phải thở máy. Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam còn phải điều trị cho bệnh nhân là trường hợp F1 trên địa bàn huyện. Bệnh viện đã huy động 150 cán bộ nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân và 50 người gián tiếp phục vụ công tác hậu cần để vừa thực hiện việc khoanh vùng cách ly phòng chống COVID-19, vừa điều trị tích cực cho các bệnh nhân. Đối với lực lượng chuyên môn của bệnh viện chúng tôi thì chúng tôi cũng chọn những bác sĩ giỏi và những điều dưỡng giỏi để vào tham gia trong cái công tác điều trị cho bệnh nhân. Về mặt chuyên môn thì tôi cũng rất là yên tâm. Chúng tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại anh em rất là nhiều lần, đó là có quy trình kỹ thuật đảm bảo để làm sao mà hạn chế cái vấn đề mà lây chéo giữa bệnh nhân cho nhân viên y tế. Thì đó là một cái điều mà ngay cả bản thân tôi và cán bộ nhân viên cũng phải rất là cẩn trọng và cũng phải lo cái việc này. Hơn nửa tháng qua, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam phải phục vụ trọn gói trên 400 suất ăn cho cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà của họ trong điều kiện cách ly nên rất khó khăn. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các bệnh nhân và y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam rất cần sự chung tay giúp đỡ hỗ trợ của cộng đồng. Thưa quý vị, trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, việc đảm bảo bệnh viện sạch, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vào các cơ sở y tế có vai trò đặc biệt quan trọng. Và bài học nhìn từ các bệnh viện thành phố Đà Nẵng hay bệnh viện Bạch Mai trước đây đã cho thấy khi nơi điều trị và khám chữa bệnh trở thành ổ dịch thì hậu quả để lại rất khó lường. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam mỗi ngày tiếp nhận hơn 400 bệnh nhân khám nội trú và hiện có hơn 700 bệnh nhân nội trú. Thời điểm này, khi nhiều bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng bị phong tỏa, các bệnh viện tại Quảng Nam đang tập trung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, thì lượng người đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tăng hơn so với bình thường. Cùng với nhiệm vụ điều trị, khám chữa bệnh, thì công tác đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân đang được đặt lên hàng đầu. Hiện tại, bệnh viện đã triển khai kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất, triển khai các giải pháp sàng lọc lượng người ra vào, tổ chức phân luồng, phân tuyến chặt chẽ để tạo nên những tấm lá chắn ngăn COVID xâm nhập, cùng với đó là trang bị đồ bảo hộ đầy đủ cho nhân viên y tế. Tất cả những bệnh nhân mà xét nghiệm COVID âm tính và những bệnh nhân không nghi nhiễm COVID
thì đều được điều trị ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Vì cái tuy trong mùa dịch nhưng mà nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh Quảng Nam cũng như các địa bàn lân cận thì vẫn nguyên mức cũ hoặc là có nhu cầu còn tăng hơn nữa. Chính vì vậy cho nên phải cần có một cái cơ sở mà có thể thực hiện cái nhiệm vụ này. Chứ nếu mà cơ sở này mà không giữ được, không thực hiện được nhiệm vụ này thì sẽ không còn một cái cơ sở nào sạch về Covid để có thể điều trị tất cả những bệnh nhân thông thường cho người dân trong toàn tỉnh. Tại đơn vị thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam hiện đang điều trị gần 170 bệnh nhân. Bên cạnh công tác điều trị thì việc sàng lọc và phân luồng bệnh nhân tại đây được thực hiện hết sức nghiêm ngặt để đảm bảo hạn chế tối đa sự xâm nhập của bệnh COVID-19. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện có khoảng 130 bệnh nhân có bệnh lý nền nặng, nằm chủ yếu ở 3 khoa: hồi phục chức năng, nội thận, chạy thận nhân tạo và khoa ung bướu. Trong số đó có gần 90 bệnh nhân chạy thận nhân tạo, thở máy và siêu hô hấp từ các bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Trung ương chuyển về. Đây là những bệnh nhân nằm trong nhóm dễ tổn thương và có tỷ lệ tử vong cao nếu không may mắc COVID-19. Trong giai đoạn này thì chúng tôi từ khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi cũng phân luồng bệnh nhân. Những số lượng bệnh nhân mà từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương mỗi năm điều chuyển ra, chúng tôi tiến hành cho lọc máu trong một cái phòng, một cái đơn vị, một cái phòng riêng, máy móc riêng và cán bộ công nhân viên phục vụ chăm sóc theo dõi cho cái số lượng bệnh nhân này, chúng tôi cũng cố định để chúng tôi thống nhất vấn đề phân luồng cũng như theo dõi. Áp lực rất là lớn, áp lực về mặt máy móc, về mặt con người, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành cái nhiệm vụ, đặc biệt là trên cái đối tượng bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối thận thứ kỳ. Để đảm bảo bệnh viện sạch, hiện nay hầu hết các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh tại Quảng Nam đều xây dựng nhiều kịch bản dựa trên các tình huống từ đơn giản đến phức tạp nhất. Tổ chức các chốt kiểm tra y tế từ cổng ra vào đến các khoa điều trị, thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát nhiễm khuẩn, thành lập các khu cách ly dành cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 hoặc đi về từ những địa phương có người nhiễm COVID-19. Bệnh viện bắt buộc nhân viên và người nhà tại đây đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Các nguyên tắc quy định của phòng chống dịch của Bộ Y tế được thực hiện nghiêm ngặt để vừa đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh, vừa tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện. Có biện pháp bảo đảm an toàn tối đa, phòng chống lây nhiễm cho toàn bộ bệnh nhân có nguy cơ cao, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Sàng lọc kỹ lưỡng toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại các khoa lâm sàng, thực hiện cách ly tại khu vực riêng và chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định. Cuối cùng là thực hiện cấp phát thuốc điều trị cho các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn, tối đa không quá 3 tháng cho tất cả các trường hợp. Được biết, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 mới đây do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo chủ trì, các chuyên gia đề xuất từ nay các bệnh viện để xảy ra tình trạng lây nhiễm như Bệnh viện Đà Nẵng, người đứng đầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các bệnh viện phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn dịch tễ để đảm bảo bệnh viện sạch trước COVID-19. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và bây giờ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp.
Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính và thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết định số 1232 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, từ ngày 13 tháng 8 tới, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8% một năm. Vào năm 2019, tại quyết định 355, mức lãi suất này cũng được Chính phủ ấn định mức 4,8% một năm và không thay đổi từ năm 2018. Như vậy, hiện nay mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội vẫn được giữ nguyên so với năm 2019. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản 5772 đề nghị các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đẩy mạnh cho vay phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Theo văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng quán triệt và triển khai có hiệu quả chỉ thị 24/2020 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, ưu tiên dành nguồn vốn cho vay đối với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Cùng với đó, đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, công khai quy trình, thủ tục hồ sơ vay vốn, xây dựng chương trình lãi suất cho vay hợp lý, nâng cao khả năng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay. Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục dạy nghề và người học tiếp cận vốn vay phục vụ phát triển giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Cũng tại văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên và các đối tượng khác theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin về hoạt động ngân hàng tuần từ 3 đến 7 tháng 8 năm 2020. Theo đó, trong tuần vừa qua, tỷ giá duy trì ổn định, chốt tuần giá mua vào đô la Mỹ ở mức 23.090 đồng, còn bán ra tại 23.270 đồng, theo tham khảo tại Vietcombank. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay và huy động tiền Việt Nam đồng có xu hướng giảm. Hiện lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng phổ biến ở mức 0,1-0,2% một năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 3,7-4,25% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 4,4-6,4% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6%-7,3% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng đối với một số lĩnh vực ở mức 5% một năm. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Thưa quý vị, giá vàng trong nước tuần qua đã đảo chiều, giảm từ 4,12 đến 4,32 triệu đồng một lượng sau tuần tăng phi mã trước đó. Trong khi đó, giá vàng thế giới trong tuần cũng mất 90 đô la Mỹ một ao do gặp áp lực chốt lời. Tại thị trường trong nước, sau khi giảm 250.000 đồng một lượng chiều mua vào và 710.000 đồng một lượng chiều bán ra trong ngày trước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay, ngày 16 tháng 8, chưa có thêm điều chỉnh nào. Hiện niêm yết mua và bán ở mức 54,18 đến 56,18 triệu đồng một lượng. Như vậy, tính chung từ đầu tuần, giá vàng SJC đã giảm tới 4,32 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 4,12 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 8 đô la Mỹ xuống 1.944,8 đô la Mỹ một ao. Giá vàng tương lai giao tháng 9 giảm 16,5 đô la Mỹ xuống còn 1.942,8 đô la Mỹ một ao. Tính cả tuần, giá vàng giao ngay giảm 90 đô la Mỹ một ao, tương đương với mức giảm 4,42%. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường. Bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.